ơi, làm thế nào bây giờ chị ơi? Em sống làm sao được mà bây giờ em làm gì? Đấy, em chết đi rồi, chị phá tan thành hết cả cơ nghiệp, sự nghiệp của em chị ơi. Tiền của em chiêm bay cho chị nó gần 20 tỷ. Nhà em hết cơ, hết nghiệp, nhà cửa không còn đất cát gì không. Chị dùng uy tín của em để em đi vay khắp nơi và dùng uy tín của em để chị đi, chị nói với mọi người để chị vay tiền để chị đảo sổ cho nhà em. Chị vay từ Hưng Yên vay về, từ phố cao vay xuống. Gần 3 tháng nay, khu chợ tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên vắng vẻ, ít người qua lại bởi rất nhiều tiểu thương và người dân là nạn nhân của vụ việc huy động tiền trả lãi suất cao. Nhà tôi vay cho vay 100 triệu. Bà ấy chắc bảo vợ con tôi là mua cám gà, mình là mua gà con. Nạn nhân trong xã là nhiều lắm, kể cả 1 triệu cũng mượn. Bà còn huy động trong dân bằng cái hình thức là vay ké sổ ngân hàng. Cái lượng mà vay ké sổ thì nhiều vô cùng. Người phụ nữ huy động vốn được nhắc đến là bà Nguyễn Thị Thúy Hát ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Bà Hát được biết đến là người nổi tiếng trong làm ăn. Do tin tưởng, hàng chục người dân trên địa bàn xã và một số xã lân cận của huyện Phù Cử đã cho vay tiền. Người ít thì một vài triệu, nhiều thì lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhưng đến nay, các nạn nhân vẫn mỏi mòn chờ đợi.